khiến cho lòng anh thêm chơi vơi. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Tỏ tình với tôi. Trời ơi, gọi là cái gì mà hai cái niềm vui mà song song với nhau luôn á. Cái câu của bà muốn nói là song hỷ lâm môn chứ. Đúng rồi. Tôi thấy sao sao. Ủa sao sao là sao? Ông tỏ tình với bà thì vui quá rồi còn gì nữa. Bà, bà gọi cho ông Phát đi, tôi gọi cho anh Nam về mở tiệc ăn mừng. Vậy nha. Gọi liền đi. Ôi anh Ngữ. Trời. Sao à, lần nào qua thấy mặt chị cũng buồn buồn hết trơn, cậu vậy? Trời ơi, thì anh biết tính tôi mà, lúc nào cũng lo lắng và suy nghĩ chuyện tụi nhỏ. Biết vậy nên nay tôi mới đem trà sen qua cho chị nè. Nè, trà hôm bữa anh đưa cho tôi á, tôi uống chưa hết thôi mà. Cái trà bữa là trà Tây Bắc, cái trà này là trà sen nha. Mà đặc biệt ở chỗ nào chị biết không? Tôi tự làm đó. Ừ. Anh nói trà sen này anh tự làm. Tự làm. Tin không? Trời ơi, không tin sao có, đem qua đây. Vậy chứ anh làm bằng cách nào nói tôi nghe coi. Thiệt ra thì cái này nó khó mà nó cũng dễ lắm. Cũng khó mà cũng dễ là sao chứ? Thì là vậy nè, đầu tiên phải mua cái trà ngon cái đã. Sau đó cái mình mới đi mua cái búp sen. Mình mới banh cái búp sen ra, bỏ trà vô, xong rồi lấy cái lá sen gói lại. À, có kính nha. Bỏ vô ngăn đá. Nó để 2-3 ngày vậy á, cái gì lấy ra, một là mình rã đông tự nhiên. Ừ. À, hai á là bỏ vô microwave. Quay rã đông xíu cái gì lấy ra pha trà uống luôn. Không. Sao cái cách gì mà đơn giản quá vậy? Trời ơi, cách này là ở trên mạng người ta chỉ á, trong cái trang web về trà đó. Người ta chỉ tôi làm, tôi thấy nhiều người vô khen nó cũng thơm. Mà anh có uống chưa? Rồi xong rồi. Được hả? Thơm mà ngon, tôi mới đem qua cho chị uống nè. Vậy à? Ừ. Trời ơi, cách làm trà sen của anh đơn giản thật đó. Mà nếu mà trong cuộc sống của mình á, cũng đơn giản như cách trà sen mà anh nói đó, thì tôi đỡ khổ biết mấy. Tôi hiểu ý chị muốn nói gì rồi. Thiệt ra cái trà sen này mình làm nó không có ngon á, thì mình có thể thử đi thử lại cho tới lúc nào mà mình thấy nó ngon thì thôi. Nhưng trong cuộc sống mình, cái thọ hạn của mình đâu có bao nhiêu năm đâu. Mình cứ thử đi thử lại vậy thì cái cuộc đời mình làm sao nó đủ thời gian để mà thử hoài vậy. Chà, anh nói sao giống như là anh đang trách móc tôi vậy. Ờ à, đâu, đâu có trách móc gì đâu. À thôi được rồi, à, đang ngủ trà phải không? Ừ. Để tôi vô trong tôi pha lại cái bình trà sen cho chị uống nha. Cái này coi như nhà tôi mà. Tôi biết chỗ hết rồi. Đợi đi. Ủa? Sao bên em ra vậy? Bình thường hay cà khịa lắm mà. Im lặng cũng là một cách chia sẻ. Hay là không nghe giọng nói của anh, em không yên tâm?
đây mới đúng là con người của anh á. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, mỗi khi em buồn bực sẽ lắng nghe em trút giận. Cảm ơn nha. Em vẫn còn đang khó chịu với việc Khôi tiếp tục hợp tác với Ngân hả? Thật ra đó là cái cớ để hai người họ dễ gặp nhau hơn thôi. Hỡi thế gian, tình yêu là gì? Không giỡn nữa, em có chuyện muốn nhờ anh đó. Không phải bây giờ liên quan đến hợp đồng tiền bạc đã có phát trực tiếp làm việc rồi sao? Em còn muốn anh giúp gì nữa? Em muốn anh chặn hết tất cả nguồn thu mua nông sản của Thiên Trường. À, bắt đầu em tiến bộ rồi đó. Anh đang cười mỉa em á hả? Không hề. Như em người ta gọi là mưu hèn kế bẩn. Nhưng mà anh thích. Vậy thì anh hiểu sao về mua hàng kế bẩn? Em muốn chặn tất cả nguồn cung cấp nguyên liệu của Thiên Trường. Sau đó thì phá hoại nông sản của Nam Cầm. Thì tất cả, cả hai đều phải thiệt hại. Xem ra em chọn đúng bạn đồng hành rồi. Em muốn làm cho họ khó khăn nhất. Giờ sẽ tìm đến em. Lúc đó em sẽ ra tay giúp đỡ. Có phải là họ sẽ biết ơn em không? Em bắt đầu giỏi hơn anh rồi đó. Anh sẽ luôn luôn ủng hộ em. Cảm ơn em. Ngon quá. Cầm thử quá, cầm. Nướng cái này thêm đi, chưa chín đâu á. Chín rồi sao không chín? Nhìn vậy thôi, nó khét ở ngoài mà ở trong nó chưa có chín. Không lẽ tôi cho bạn đồ sống hả? Ăn xấu đau bụng chết luôn á. Ủa, tôi nỡ lòng nào cho đồ sống? Đây, cái này chín rồi nè. Chưa chín đâu. Chín rồi, tin tôi đi. Thổi đi, nóng lắm. Thổi phải không? Ăn không, ăn không, Ngân, ngon lắm á. Dạ, nhưng của người ta giận luôn á. Ngon, 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 tại đồ ngon, đồ ngon, đồ ngon. Thôi, đừng có mời em. Em nhìn thấy hai người vậy là em thấy no lắm rồi. Ủa vậy hả? Ừ vậy thôi, đứng nhìn đi nha, khỏi ăn. Trời đất ơi. Gì vậy? Ủa, vậy? Ừ. Thôi nè, đi xuống ăn đi, người ta chừa nhiều đồ lắm nè. Thì thấy ngon rồi thôi, đứng nhìn đi, đừng ăn nữa. Nè, đúng thì xong rồi nè. Ăn không? Anh Nam. Ừ. Em thấy nha, tình hình dạo này bất ổn dữ lắm. Cái gì bất ổn? Sao bất ổn? Thiệt. Kể từ khi hai người quen nhau á, em cảm thấy là em giống như người vô hình ở đây vậy á. Gì mà vô hình? Nói gì tào lao không à, đúng không? Bà cầm. Ngon lắm. Nè 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 nè. Ít ra thì cũng thấy em đứng đây chứ. Thấy mà. Thấy. Ừ thì muốn vô hình cho vô hình luôn, có gì đâu. Vậy mà hai người cũng nói được đó hả? Nè ăn không? Còn sống mà đưa tôi ăn hả? Bằng thôi. Bà đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn. Xin lỗi em nha, cái này là trai đẹp đàng hoàng nha. Mê có gì đâu mà. Đúng không? Ê. Trời đẹp quá kìa. Hình như tôi nhập tiệc hơi trễ thì phải. Dạ đúng rồi. À không, mọi người đang chờ em tới. Em giỡn thôi. Dễ thương không? Nè, bonus thêm chai rượu ha, nhập tiệc. Ok. Anh Phát, tụi em không biết uống rượu. Không biết uống thì mình tập. Từ từ cũng biết thôi. Trụ nhẹ mà, lo gì. Cầm á, uống một ly là nó quậy banh ở đây luôn á. Không sao. Cầm quậy này có anh nè, anh kèm lại cho. Tới luôn. Tới luôn. Anh hả? Hai ly là nằm một đống á. Cái gì thì nằm một đống chung, có gì đâu, đúng không? Nói chung là rượu ngon là phải có bạn hiền, bạn hiền là phải vô liền liền, vô liền 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 cái nè. Dạ. Đây, hai ba vô.
Quá. Trời ơi, ăn đi, ăn đi mọi người. Chưa có nướng chín hết. Trời ơi, nướng rồi. Còn chừng khác bây giờ. Dạ. Ui da. Có sao vậy? À, dạ không sao. Thôi. Vô khơi rượu nè. Xin lỗi nha, xin lỗi tụi tôi tàng hình chút xíu nha. Vô khơi rượu. Vô khơi rượu nha. Ôi, đang hơi. Ôi, tàng hình nha. Anh Phát ăn gì em nướng cho. Thôi, để anh phụ em cho. Đây, để anh nướng cho. Trời. Trời, đứa ơi, nướng khét anh luôn. Anh Nam nướng giỏi thiệt á, khét nghẹt luôn. Khéo được chứ. Anh có thấy là vào trong này đầu óc của mình rất là thoải mái. Chắc có lẽ là tôi già rồi. Mà đôi khi tôi nghĩ là tôi đi vào trong viện dưỡng lão ở mà còn cảm thấy là thoải mái hơn là ở với tụi nhỏ. Mệt đầu mệt óc với tụi nó. Trời ơi chị ơi, chị còn có con cái lo cho chị mà, chưa có tới lúc phải vô đây đâu. Cha mẹ có thể chăm sóc nổi được 10 đứa con, nhưng mà 10 đứa con chưa chắc chăm sóc nổi cha mẹ. Mình nghĩ tích cực chút đi chị ơi. Con cái của mình nó còn có con cái của nó nữa. Nghe mình nè, chắc gì mình đã lo cho cha mẹ mình tốt đâu. Anh nói tôi mới nhớ lại, ngày xưa cha mẹ mình chắc cũng vất vả để nuôi mình. Và đôi khi á, mình cũng cãi lời cha mẹ, đúng không anh? Thì đó, chính vì vậy tôi mới nói chị á, mình phải nghĩ cho mấy đứa nhỏ. Tại chị biết sao không? Cái tuổi trẻ như tụi nó, mình đã qua rồi, mình đã trải qua rồi. Còn cái tuổi già như mình á, thì tụi nó chưa có tới. Chị hiểu không? Tôi biết là đôi khi á, tôi hơi hà khắc với con cái. Nhưng mà chung quy á, cũng là tại vì tôi thương tụi nó thôi, muốn cho tụi nó nên người. Trời ơi, thôi bây giờ đừng có suy nghĩ mấy chuyện đó nữa. Vô đây thì mình thoải mái đầu óc đi nha. Đi. Bà Lam. Không lẽ nào là bà ta? Nhưng mà bà ta chắc không phải là bà ta đâu. Đây có thể là sự hiểu lầm. Dạ thưa bác. Dạ thưa bác, con đi làm. Ủa, sao hôm nay con đi làm trễ vậy? Nếu vậy thì con đợi thằng Khôi xuống đi, rồi hai đứa đi làm sẵn ăn sáng luôn. Chứ bỏ bữa sáng như vậy là không tốt đâu con. Dạ, anh Khôi hôm qua đi làm về trễ cho nên là bây giờ chưa dậy nữa bác. Vậy thì con ngồi đợi nó một chút xíu đi rồi hai đứa cùng đi làm. Không cần đâu bác, trên công ty con còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Thiên ý à, nếu mà ở công ty có nhiều việc quá thì con tuyển thêm người đi. Con với thằng Khôi cũng phải rảnh rỗi thời gian sắp xếp chuyện làm đám cưới đi chứ. Dạ, chuyện này thì bác không phải lo đâu. Con biết là mình sẽ làm gì mà. Với lại con cũng là người làm công ăn lương. Với lại trong công việc con cũng được chia lợi nhuận từ khoản đầu tư của gia đình mà. Cho nên con luôn luôn hết lòng. Thôi, thưa bác con đi. Dạ, thưa bác con đi làm. Khôi, Thiên Ý mới ra khỏi cổng đó, đuổi theo nó đi. Dạ, con biết rồi. Con đi nghe. Chú Khôi. Dạ, thưa mẹ. Chị. Chú Khôi đi làm hả? Dạ, xin phép mẹ con đi làm. Thì chị mới làm. Ừ.
Mẹ ơi, mấy bữa nay á con thấy sắc mặt mẹ không tốt, con có hầm gà ác nè, mẹ ăn đi. Bông bón đi học rồi hả con? Dạ. Chồng con chắc đi làm rồi cái gì? Dạ. Nè, con về con nói với chồng con đó, công ty để cho thằng Khôi với Thiên Ý nó làm được rồi. Chồng con rảnh rỗi cuối tuần sắp xếp chở bồng bon về thăm mẹ đi chứ. Dạ, anh Kiên cũng có nói là ở trên công ty á thì chú Khôi với lại Thiên Ý làm việc rất là tốt. Nhưng mà theo định kỳ á thì anh Kiên vẫn muốn lên để hỗ trợ. Với lại như vậy á thì chú Khôi với lại Thiên Ý cũng đỡ vất vả hơn đó mẹ. Phải kia trong cuộc sống mà thằng Khôi với Thiên Ý nó hợp tác ăn ý như vậy á thì tốt biết mấy. Dạ. À, con bé Ngân về nước nó có dự định làm gì không con? Dạ, Ngân vẫn hợp tác với bạn thôi mẹ. Ừ. À, con à, nếu mà con Ngân nó có điều gì cần hỗ trợ đó thì con cứ nói với chồng con. Dù sao thì nó là con cháu trong nhà, đừng để nó ra ngoài kiếm sống vất vả như vậy nha con. Dạ, con hiểu rồi. Ừ. Để con đi lấy gà cho mẹ ăn nha. Ừ. Thu ơi, Thu ơi, Thu, Thu biết biết không Thu? Ông làm gì vậy? Biết cái gì? Ủa? Tới giờ rồi sao Thu? Tôi không nghe Thu la lối gì hết trơn vậy? Mà tới giờ tôi nổi điên nghe gì mà tôi phải la? Không, không phải, ý là tới giờ mình đói mình buồn miệng á. Ủa, tới giờ tôi buồn miệng thì liên quan gì tới ông? Thì bà, thì tôi thấy hôm nay bà im lặng quá nên tôi thắc mắc vậy mà. Thôi bà la lên cái đi, bà la lên thử một cái đi. Không có điên không, trong văn phòng mà kêu la. Thì bà biết đâu bà la lên bà có cái điều gì bất ngờ thì sao? La bự lên. Bự nữa là kiểu cọc á. Ông bị điên hả? Đây. Nếu như bà cọc thì tôi có mang đồ ăn cho bà đây nè. Đó. Đồ ăn làm cho Thu vui miệng. Vui quá à. Vui dễ sợ vui luôn á. Không cần. Ủa sao vậy? Tôi mua mấy món bà thích luôn á. Không thèm. Kỳ ta. Anh cũng mua đồ ăn cho Thu đây. Yeah. Ai mượn? Không cần. Hôm nay bả làm sao vậy ta? Mọi thường tôi thấy mua đồ ăn là bả vui lắm á, bả hớn hở lắm á. Mà hôm nay có vẻ Thu hơi xu nha. Thu sao vậy? Xu hả? Xu là hai người xu á. Nè, cũng như cái đống đồ ăn của hai người mà ngày hôm qua tôi bị Tào Tháo rượt cả một đêm. Cha chả. Mấy cái đồ ăn của ông mua tào lao phải không? Cho nên Thu mới bị Tào Tháo rượt nè. Quá đáng lắm. Tôi không hề quá đáng. Tôi mua là tôi mua toàn chỗ quen, chỗ ruột. Đồ ăn Thu rất thích ăn và ăn chưa bao giờ bị Tào Tháo rượt. Nếu như mà có là chỉ có đồ ăn của ông. Đồ ăn của tôi là mua những cái chỗ mà có thương hiệu, nhãn mác đàng hoàng. Thương hiệu nhãn mác đàng hoàng hả? Thương hiệu gì ông kể tôi nghe, nhãn mác đến bao giờ? Thì thương... Thôi! Sao ngày nào hai người cũng phải cãi lộn gì tôi hết trơn vậy? Hả? Một ngày tôi không biết tôi nói chữ thôi đi biết bao nhiêu lần luôn á. Mệt quá à. Đã đau bụng mà còn gặp mấy người nữa đó. Đau bụng hả? Để tôi đi mua thuốc, để tôi đi mua thuốc. Ông ngồi đó. Tôi mua rồi. Hai người ngồi xuống. Đợi hai người đi mua thuốc hả? Khỏi luôn đi, chút tối tôi nhập viện rồi quá à. Chán trường. Lúc nào cũng chỉ biết cãi nhau thôi. Không biết thương tôi gì hết trơn. Bực bội à. Thuốc cũng không được nữa nè. À, nước. À! Ui là trời. Dừa. Tạt của mặt tôi. Người gọi là dừa. Nè, ăn đi con gái. Mẹ nói nhìn ngon thiệt á. Tài nghề của mẹ luôn luôn là số 1. Ngon á thì ăn cho nhiều vô nha. Mẹ có nấu luôn cho Cầm với lại Nam á.
hai đứa nó đâu rồi con? À, anh Nam với Cầm đi về vườn rau rồi mẹ. Ủa? Rồi sao con không đi? Tụi con chia công việc với nhau hết rồi. Con thì lo về mảng marketing, đối nội đối ngoại. Còn anh Nam với Cầm thì lo về sản xuất rồi chất lượng sản phẩm này nọ. Thấy tụi con tính toán được vậy mẹ cũng vui lắm á. Tất cả là nhờ có Dượng á. Dượng hướng dẫn đầy đủ, cặn kẽ dữ lắm. À, cái chuyện mà tụi con là đối tác của Thiên Trường là sao? Rồi có gặp khó khăn gì không con? Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Với lại đây cũng chỉ là một sự tình cờ thôi. Chuyện dài dòng dữ lắm. Ừ. Mà Ngân nè, cho dù chú Khôi với Thiên Ý không có kết hôn với nhau, nhưng mà giữa con và chú Khôi á cũng không thể đến với nhau được đâu nha con. Mẹ, sao mẹ nghĩ vậy? Con bây giờ lớn rồi, đâu phải là con bé Ngân không hiểu chuyện của 3 năm về trước đâu. Ừ, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng mà lớn tuổi không có nghĩa là người trưởng thành đâu nha. Con gái của mẹ không những là trưởng thành mà còn là một quý cô xinh đẹp và thông minh nữa. Chứ không phải giống như là bòn bon của ai kia, tới bây giờ còn phải ôm mẹ mới ngủ được. Ừ, nếu vậy á thì đừng có gặp tôi rồi tranh thủ ôm tôi như mọi lần nha. Ngày xưa có một mình con ôm mẹ, còn bây giờ muốn ôm mẹ hả? Phải dành với thêm hai người lận á. Bây giờ không có ai, tranh thủ ôm trước. Biết ngay mà, con á không bao giờ trở thành người lớn được hết trơn á, lúc nào cũng nhõng nhẽo hết trơn à. Con lúc nào cũng nhỏ xíu bên cạnh của mẹ. Thôi, đừng có nhiều chuyện nữa, ăn giùm mẹ đi, để nó nguội nó sẽ không có ngon và không có bổ nữa đó. Dạ. Thơm quá à. Hôm nay đích thân qua tới phòng của em luôn. Công việc mà, ai qua phòng ai mà không được. Anh qua đây muốn nói chuyện gì? Chị nói với em việc tiếp tục hợp tác với công ty Thiên Thanh. Em đã cho các bạn gửi mail qua bên đó rồi. Giờ họ sẽ qua bên đây bàn bạc đúng như ý của anh. À, anh chỉ muốn nói như vậy thôi. Anh yên tâm đi, em luôn hiểu là anh muốn gì mà. Em làm cho anh bất ngờ quá. Anh nghĩ là em ghen hả? Sao con lại chia cho Thiên Ý quá nhiều như vậy? Vì không hiểu nổi, rốt cuộc bây giờ con muốn phá Thiên Trường hay là con muốn kiếm tiền cho Thiên Ý đây? Vậy à, muốn câu cá thì mình phải có mồi, muốn bắt đại bàng thì mình phải có miếng thịt ngon, mở màn thì nó mới tới với mình hoài. Mở màn đâu, vì chưa thấy gia đình mình nhận được miếng nào hết, mà chỉ thấy là con chia cho Thiên Ý phần hơn rồi. Muốn lợi nhuận lâu dài thì mình phải chịu thiệt trước mắt chứ gì. Còn nếu muốn thu phục người ta thì mình phải đối xử người ta thật là tốt. Con nói hay lắm, vì chỉ sợ con để cho người ta ăn riết, người ta quen hơi, rồi người ta chửi ngược lại con là. Bên chúng tôi yêu cầu bên các cô phải cung cấp gấp đôi sản lượng so với lần trước. Không biết là bên các cô có đáp ứng được không? Cô cứ yên tâm, về cả số lượng và chất lượng chúng tôi đều sẽ đảm bảo cho Thiên Trường. Việc gia tăng số lượng nhiều như vậy, bên cô sẽ cung cấp như thế nào? Rồi số lượng có ảnh hưởng gì tới chất lượng hay không? Kỹ sư bên công ty chúng tôi có kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên môn cao, nên quý công ty cứ yên tâm. Ở lần hợp tác này có một số điều khoản thay đổi, là nếu như bên B cung cấp hàng hóa bị trễ so với thời gian quy định thì phải bồi thường gấp 3 lần giá trị hợp đồng. Vậy nếu như bên A thanh toán chậm trễ cho bên B thì trong hợp đồng bên A có bồi thường gấp 3 lần cho bên B hay không? Cô được lắm.